Câu gốc của kỳ hội đồng lần này, công vụ các sứ đồ đoạn 8, câu thứ 4. Vậy, những kẻ đã bị tai nạn đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Họ không có gì ngoài danh của Chúa để ra đi và để mang phát. Ra đi vì danh Chúa cũng là tựa đề của bài thánh ca số 838 mà hội thánh của Chúa tại Long Thành sẽ hát ngợi khen Chúa trong giờ này. Thánh ca số 838, ra đi vì danh Chúa.